Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để giới thiệu tới mọi người một combo bộ sản phẩm, đó chính là cụm phao báo xăng của xe Kia K3000 Kia Frontier. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Kia Moto tại Hàn Quốc, mã sản phẩm là Q0K63A609 60C. Đây là hàng xịn theo xe anh em nhé. Đây anh em nhìn này, lưới lọc xăng này, đây chính là cái phao điện tử để nó báo lên trên đồng hồ tablo cho chúng ta là còn hay hết xăng đấy. Đây là đời 5 rắc điện anh em nhé. Đấy, anh em có thể nhìn thấy. Cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian xem video của em nhé. Anh em cần tư vấn hỗ trợ về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.